Kính chào quý vị, sau đây là những thông tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi nữa quý vị nhé. Còn ngay sau đây là nội dung chính có trong chương trình. Hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3.552 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 7.531 ca. Hà Nội có thêm 7 bệnh nhân COVID-19 mới. Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3.552 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 7.531 ca. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 chiều ngày 25 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.552 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày được ghi nhận là 7.531 ca. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 25 tháng 7 có 3.552 ca mắc mới được ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.227 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2.227 ca, Bình Dương 368 ca, Tây Ninh 186 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 126 ca, Đồng Nai 119 ca, Phú Yên 95 ca, Khánh Hòa 90 ca, Đồng Tháp 90 ca, Bình Thuận 78 ca, Cần Thơ 38 ca, Bình Phước 20 ca, Đắk Lắk 14 ca, Bến Tre 12 ca, Quảng Nam 11 ca, Vĩnh Phúc 11 ca, Trà Vinh 10 ca, Kiên Giang 8 ca, Ninh Thuận 7 ca, Hậu Giang 7 ca, Bình Định 6 ca, Gia Lai 6 ca, Hà Nội 4 ca, Quảng Ngãi 4 ca, Bạc Liêu 3 ca, Nghệ An 3 ca, Thừa Thiên Huế 2 ca, Đắk Nông 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Lâm Đồng 1 ca, Hà Nam 1 ca, Thanh Hóa 1 ca. Trong đó có 594 ca trong cộng đồng. Cũng trong ngày 25 tháng 7, ghi nhận thêm 7.531 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 7.525 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 25 tháng 7, có 7.531 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 7.525 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4.555 ca, Bình Dương 1.249 ca, Tây Ninh 313 ca, Đồng Nai 253 ca, Tiền Giang 218 ca, Khánh Hòa 172 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 126 ca, Phú Yên 109 ca, Đồng Tháp 90 ca, Bình Thuận 78 ca, Cần Thơ 56 ca, Vĩnh Long 50 ca, Bến Tre 45 ca, Trà Vinh 27 ca, Bình Phước 26 ca, Kiên Giang 25 ca, Đà Nẵng 16 ca, Hà Nội 15 ca, Đắk Lắk 14 ca, Quảng Nam 11 ca, Vĩnh Phúc 11 ca, Hậu Giang 10 ca, Sóc Trăng 9 ca, Ninh Thuận 7 ca, Bắc Ninh 6 ca, Bình Định 6 ca, Gia Lai 6 ca, Đắk Nông 4 ca, Nghệ An 4 ca, Quảng Ngãi 4 ca, Bạc Liêu 3 ca, An Giang 2 ca, Thừa Thiên Huế 2 ca, Lâm Đồng 1 ca, Hà Nam 1 ca và Thanh Hóa 1 ca. Trong đó có 1.516 ca mắc trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến chiều ngày 25 tháng 7, Việt Nam có tổng 98.465 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 96.287 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 94.711 ca. Trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, đó là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, đó là Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Hà Nội có thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19. Vào 18 giờ ngày 25 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số ca bệnh COVID-19 tại Hà Nội trong ngày lên 41 trường hợp. Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều nay ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc mới, trong đó có các bệnh nhân được xác định từ chùm ca bệnh tại Trại Găng Hai Bà Trưng, chùm Tân Mai, Hoàng Mai và các chùm liên quan đến khu Bùi Thị Xuân. Ngoài ra, vẫn ghi nhận những trường hợp mới từ xét nghiệm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng và ho sốt thứ phát.
đó là các bệnh nhân. Bệnh nhân DTHN, nữ, sinh năm 1993, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NVT, được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Đại học Lâm nghiệp từ ngày 21 tháng 7. Đến ngày 23 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng, được chuyển lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân HVK, nam, sinh năm 2008, ở An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTN, được chuyển cách ly tập trung tại trường Lâm nghiệp ngày 21 tháng 7. Đến ngày 23 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân TVA, nam, sinh năm 1993, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1, là em chồng của bệnh nhân KM, sống cùng nhà. Cả gia đình bệnh nhân đều có nhiều ca dương tính và cho đến ngày 19 tháng 7, bệnh nhân được chuyển tới cách ly tập trung. Đến ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân TVA, nam, sinh năm 1993, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1, là em chồng của bệnh nhân KM, sống cùng nhà. Cả gia đình bệnh nhân có nhiều ca dương tính. Đến ngày 19 tháng 7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Cho đến ngày 24 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân TDA nam, sinh năm 2019. Bệnh nhân là F1 con của bệnh nhân KM, sống trong gia đình có nhiều người dương tính. Ngày 19 tháng 7, bệnh nhân chuyển đến cách ly tập trung. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân MHC, nam, sinh năm 1966, ở Phúc Xá, Ba Đình. Từ ngày 13 đến ngày 19, bệnh nhân điều trị tại khoa mắt tại Bệnh viện Đức Giang. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7, khoảng từ 7 đến 10 giờ, bệnh nhân thường đi quản lý chợ Phúc Xá. Chiều ngày 23 tháng 7, bệnh nhân thấy mệt mỏi, được con gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn khám. Đến ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả dương tính. Bệnh nhân PLH, nữ, sinh năm 1973, ở Phùng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTS, gặp bệnh nhân S ngày 21 tháng 7. Ngày 24 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 25 tháng 7 thì có kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân LTTL, nữ, sinh năm 1997, ở Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân có tiền sử điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, được làm test nhanh và có kết quả dương tính. Bệnh viện chuyển mẫu đến Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm. Ngày 25 tháng 7, có kết quả RT-PCR dương tính. Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. Với 7 ca bệnh được Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, đưa tổng số ca bệnh COVID-19 được xác định tại Hà Nội trong ngày lên 41 trường hợp. Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử phạt hình sự đối với mức tù tối đa 20 năm. Sở Tư pháp Hà Nội ban hành văn bản số 1996 về tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, loa kéo, loa trong các tòa nhà chung cư và các hình thức phù hợp như thông báo bản tin thôn, tổ dân phố. Theo chỉ thị 17 mà Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Đi công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Khai báo y tế hàng ngày trên website www.tờkhaiyt.vn hoặc ứng dụng nCoV Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Trường hợp người dân di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch COVID-19, phục vụ sản xuất,
phải thực hiện tờ khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định của thành phố. Cụ thể, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa là 20 năm. 1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết, bị phạt tiền tối đa là 3 triệu đồng. 2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố thì bị phạt tiền tối đa là 2 triệu đồng. 3. Người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc người mắc bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng. 4. Người nào không thực hiện xét nghiệm yêu cầu của các cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa là 3 triệu đồng. 5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức. 6. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung nơi đông người hoặc đình chỉ tạm hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức. 7. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào có vùng dịch bệnh COVID-19, bị phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng. 8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch COVID-19, có thể bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 trong trường hợp gây truyền nhiễm dịch bệnh cho người khác. Mức tù phạt tối đa là 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì sẽ bị xử phạt theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 12 năm và có thể bị phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. 10. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lan truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị xử phạt theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. 11. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. 12. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì sẽ bị xử phạt theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù tối đa 7 năm. 13. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm dừng hoạt động đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức phạt tù tối đa từ 12 năm và có thể bị phạt tiền tối đa 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. 14. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán để thu lợi bất chính thì sẽ bị xử phạt về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 15 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa là 200 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
15. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 16. Người có trách nhiệm phòng chống dịch COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.